Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật nhiều món hàng đang có hot sale tại Amazon và Walmart cùng với rất là nhiều những cái code để quý vị có thể giảm giá 50, 70, 100 đồng tại Amazon và Walmart. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Đầu tiên thì đối với Amazon thì bạn nào chưa có cái account với Amazon Prime thì đăng ký miễn phí trên đường link này để mình xài 30 ngày và ngày 29 mình quay vào mình cancel. Còn nếu như con em mình từ 18 đến 24 tuổi thì có thể xài được Amazon Prime miễn phí trong vòng 6 tháng để mình được free shipping, shipping trong vòng 2 ngày và được mua nhiều mặt hàng giá cực rẻ. Đầu tiên thì trên Amazon hôm nay có một cái máy lọc không khí air purifier bình thường là 170, hôm nay chỉ có 36 đồng là bởi vì có được 26% coupon Amazon off và mình tìm được một cái code ở dưới này để các bạn điền vào thì mình sẽ giảm được 50% off nữa. Cái máy này nó có thể lọc đến cái diện tích là 1076 feet rất là lớn. Có thể cả nhà mình xài một cái máy này cũng đủ ha Và cái bộ lọc của nó là bộ lọc của HEPA Lọc được 4 năm tầng lọc Và những cái tầng lọc của nó có thể lọc Tức là những cái khói, cái bụi Mà bụi mịn trong bụi nó có những cái kim loại Từ xăng dầu à, trong không khí Nó có những cái carbon ở trong đó Và tất cả những cái khí carbon, khí metan độc Hoặc là những cái lông của thú cưng Nó bay trong không khí nó cũng lọc luôn nha gần như là lọc được đến 99.97 tất cả các cái virus các cái mùi khói thuốc lá hoặc là nấm mốc một cái máy mà để mình bắt côn trùng ruồi mũi cái máy này nó có 10 cái miếng dính để mình thay vào cái máy và đặc biệt cái máy này họ dùng một cái sóng thông minh có thể thay đổi cái bảy cái tầng sóng bởi vì mỗi một cái loại côn trùng có một cái tầng âm thanh và một cái tầng sóng để chúng hoạt động Cho nên cái máy này nó sẽ thay đổi à, cứ 15 phút nó thay đổi những cái loại sóng đó để tất cả những cái côn trùng nào mà bay vào nhà mình đều có thể là sẽ bị cái máy này nó bắt lại ha thì bình thường cái máy này là ba chục và mình tìm được cái code này các bạn điền cái code này vào để mình tiết kiệm được 50% off mình chỉ trả có 14 đồng một cái water hose Rất là tiện lợi Và bình thường nó là 64 đồng Thì hôm nay mình cũng tìm được cái code này Cho các bạn tiết kiệm 50% off Chỉ còn có 32 đồng à, Đặc biệt là cái water hose này Mình tưới cây hay là rửa xe Nó rất là tiện lợi Là bởi vì cái đầu của nó không bao giờ bị rỉ nước Và nó cũng không có bị xoắn lại Một cái máy À, hút bụi cầm tay có hai cái bộ lọc ở trong đây luôn mình có thể hút bụi trong xe hoặc là trên sofa trên giường bình thường nó là 146 đồng và hôm nay á, chỉ còn có 34 đồng 99 sen cái này nó rất là mạnh một cái TV Smart TV 40 inch hiệu của Vizio bình thường là 230 đồng, hôm nay chỉ còn có 158 đồng. Đường link để tìm sản phẩm nhanh nhất mình để ở phía trên nha ba cái bình nước xả thơm của Downy thì bình thường là 29 đồng hôm nay chỉ còn có 11 đồng mình mua ba chai này thì mình sẽ được 10 đồng off và các bạn đừng quên click vào cái surprise and save để mình tiết kiệm thêm 5 đến 15 off nữa à, sau khi hàng gửi về nhà rồi thì các bạn vào cái surprise and save ở phía trên đầu của cái account Amazon các bạn click cancel để người ta không có gửi về hàng tháng cho mình một cái thùng xà bông để uh, xài cho máy rửa chén. Thì bình thường cái họ thùng xà bông 62 post này á là 23 đồng thì hôm nay Amazon sale xuống chỉ còn 13 đồng. Mình so sánh với Walmart và Target hiện giờ họ đang bán cái thùng xà bông này là 23 đồng nha. Năm cái pack để mình uh, có thể gắn vào nhà tắm hoặc là ở bếp đặc biệt là năm cái thách này họ có cái miếng dán đằng sau để mình dán thẳng vào tường mình không có cần phải khoan tường hay bắt ốc gì cả rất là tiện ha và bình thường nó là đến bảy chục thì hôm nay chỉ còn có 23 đồng các bạn đừng quên apply 10% phần coupon off ở trên này nha đường link để tìm sản phẩm nhanh nhất ở đây một cái chai face serum bình thường á cái chai này nó là ba 30 mà hôm nay chỉ còn có 9 đồng à, Amazon cho mình 30% off Và mình tìm được cái code này cho các bạn tiết kiệm thêm 15% off nữa Cái vitamin C của cái serum này á, nó làm cho da của mình á, Nó sẽ đều, nó không có bị chỗ đỏ, chỗ đen, chỗ trắng Hoặc là chỗ lợt, chỗ đậm Bên cạnh đó thì nó kích thích cái collagen Để nó giảm những cái nếp nhăn và những cái tàn nhang Hai cái thảm à, để mình để trong nhà bếp À, hai cái thảm này nó dày là nửa inch và đặc biệt là nước nó, nó, rớt xuống hai cái thảm này nó không có làm cho cái thảm nó trơn trợt và cái độ dày của cái thảm rất là êm thì bình thường là 43 đồng thì hôm nay chỉ còn có 20 đồng thôi các bạn đừng quên apply cái coupon 30 off ở đây nha một cái gối orthopedic À, để mình ngủ mình chống đau cổ với đau vai thì cái gối này đặc biệt là cái memory foam ở trong nó cứ 3 đến 5 giây là nó sẽ à, trở lại hình dáng ban đầu dù là mình nằm lúng cỡ nào cho nên nó không có làm cho cái đầu mình hay cái vai mình đó, nó bị lúng xuống lâu trong một khoảng thời gian à, lâu thì nó sẽ làm mỏi hoặc là nó đau hoặc là nó bị à, à, căng cơ ha thì bình thường là 36 đồng thì hôm nay chỉ còn có 19 đồng 98 sen. Bốn cái chai Denoran của Dove bình thường là 28 đồng thì hôm nay chỉ còn có 10 đồng. Đặc biệt là mình đừng quên apply 4 đồng 49 sen coupon của Amazon cho nha. Cái loại Denoran Dove này á nó giữ được 48 giờ ẩm và nó không có làm cho cái da của mình nó ngứa và nó giữ khô ẩm được đến 48 tiếng đồng hồ và nó khử mùi được 48 tiếng ha. Bình thường thì nó lên 28 đồng mình so sánh với Walmart và Target hiện giờ họ, họ bán bốn cái chai này là 27 đồng. Hai cái chip đánh răng của Luminous cái loại này rất là tốt là bởi vì nó làm cho răng của mình nó không có bị sensitive là nhạy không có bị buốt bị ê bởi vì nhiều kem đánh răng mà làm trắng nó sẽ bào mòn cái lớp men của mình cho nên răng mình dễ bị ê khi mà mình uống nước đá uống nước nóng hoặc là ăn chua một điểm cộng cho cái kem đánh răng này là họ không có dùng hóa chất tẩy trắng để làm bào mòn cái men răng và nú răng hôm nay thì trên amazon có một pack 3 cây kem đánh răng của colgate sensitive Bình thường là 18 đồng nhưng hôm nay chỉ còn có 8 đồng thôi. Và đặc biệt cái loại kem đánh răng này cũng giúp cho răng mình không có bị nhạy cảm với lại đồ nóng, đồ chua và giữ men răng và không sâu răng 3 trong 1. Hai cái lọ serum mắt của L'Oreal bình thường là 56 đồng, hôm nay chỉ còn có 30 đồng. Ở đây thì Amazon cho mình mua 40 đồng sẽ được giảm 10 đồng off và các bạn click vào surprise and save các bạn sẽ tiết kiệm thêm 5 đến 15 trăm off thì mình chỉ trả có 30 đồng cho hai cái chai serum mắt này 6 cái pack để mình đựng chăn gối hoặc làm để mình đựng quần áo đặc biệt nó rất là chắc và nó có thể xếp xuống và khi cần thì mình bung nó lên cho nên không có tốn diện tích Bình thường nó là 30 thì hôm nay chỉ còn 12 đồng. Các bạn đừng quên apply 30% coupon ở đây. Và mình tìm thêm cái code này nè để các bạn tiết kiệm thêm 10% off nữa. Mình chỉ trả 6 cái pack này chỉ có 12 đồng thôi. Thay vì là 30 ha. đường link tìm sản phẩm nhanh nhất mình cũng để đây. Một bộ 20 cặp mặt nạ bằng vàng để ở ngay mắt đó, để mình có thể... À, giảm nếp nhăn giảm những cái đốm nâu đốm đen và những cái mọng mắt thì bình thường là 15 đồng thì hôm nay chỉ còn 5 đồng thôi nha các bạn đừng quên apply 40 phần trăm coupon off và surprise save nha bây giờ mình qua đến Walmart à, bạn nào mà chưa có ở của Rakuten thì đăng ký để lấy 30 đồng miễn phí à, đặc biệt thì Walmart hôm nay họ cho mình 2 phần trăm cashback một cái máy air fryer lò nướng của Walmart thì bình thường đối với cái giá là 169 đồng hôm nay họ sale xuống chỉ còn có 60 đồng đặc biệt cái lò nướng này nó có một cái quạt ở bên trong để nó có thể chuyển động cái khí nóng cho nó đều và nó không có làm nóng cái lò cho nên mình xài rất là bền và tất cả những cái 12 chức năng nó nằm ở trên một cái nút smart button để mình dễ sử dụng cho nên thức ăn mà mình nướng À, không có dầu và nó lại không có bị khô và dai một cái đôi giày của nữ bình thường á là ba chục hôm nay chỉ còn có 10 đồng ở Walmart nha Có rất là nhiều size ở đây cho các bạn chọn ha một cái cây hút bụi không dây à, mình có thể à, mình có thể điều chỉnh cái khoảng cách ngắn dài của cây hút bụi và có hai cái bộ lọc ở trong đây nha Đây là cây hút bụi 4 trong một À, nó có thể hút ở trên sàn, trên thảm Và đặc biệt là khi mình hút ở dưới cái gầm bàn hoặc là cái gầm sofa Mình không có cần phải cúi người xuống Bởi vì ngay cái um, đầu của cái máy hút bụi ấy, nó có thể tự công lại Nó có thể tự um, điều chỉnh theo cái độ cong của cái gầm bàn và gầm giường Cho nên mình không có cần phải cúi cái lưng xuống ha Thì bình thường nó là 390 thì hôm nay chỉ còn có 71 đồng 99 sen nha một bộ ba cái vali của Travel House bình thường là ba trăm rưỡi hôm nay chỉ còn 89 đồng 99 mươi ba cái vali này nó rất là mắc là bởi vì nó có cái ổ khóa cổ khóa được cục an ninh của Hoa Kỳ cho rằng đây là ổ khóa tương đối an toàn và đặc biệt bốn cái bánh xe có thể quay được 360 độ thường thì những cái vali rẻ tiền á bốn bánh xe nó, rất là yếu và nó không có quay được còn đây là bốn bánh xe nó quay được 360 độ nó phải rất là cứng chắc nó mới có thể quay được nó không nó dễ gãy lắm đặc biệt là cái vỏ vali được làm bằng một cái hợp chất poly chống chày xước nha cái tay cầm ở đây nè nó rất là cứng được làm bằng hợp chất aluminium nhôm mình có thể điều chỉnh ba cái độ dài cao thấp của cái tay cầm này đặc biệt là cái vali này nó sẽ bảo hành được 2 năm ha và hôm nay chỉ còn có 89 đồng 99 sen cho ba cái vali lớn trung, nhỏ một bộ gồm có một cái tấm chăn và hai cái áo gối đặc biệt cái tấm chăn này nó dày 2 inch nó rất là mềm và nó thoáng mình xài cho tất cả các mùa trong năm và khi mình xài á, mình đắp Mình không có bị gây ra tiếng ồn Cái tấm chăn này á, mình xài lâu ngày Nó không có bị dồn cục Cái lớp êm của phía trong của tấm chăn Nó không có bị dồn cục cục Thì bình thường cái tấm chăn và hai cái áo gối một bộ này Nó là 173 đồng Hôm nay chỉ còn có 29 đồng 99 sen ở Walmart nha một cái máy hút bụi hiệu Shark cái máy này bình thường 250 thì hôm nay chỉ còn 159 đồng à, Cái máy này thì họ dùng bằng một cái uh, sensor tức cảm ứng Cho nên là khi cái máy hút bụi này nó đi đến tường Hoặc là đến những cái chân bàn, chân ghế hoặc cầu thang Nó sẽ không có đụng vào đó để mà bị hư Một cái uh, massage gun Bình thường cái massage này là 60 thì hôm nay chỉ còn 19 đồng 99. Nó có 10 cái tốc độ và hiển thị lên trên cái màn hình ở đây để mình biết để mình xài một cái chăn điện để giữ ấm thì bình thường là ba chục thì hôm nay chỉ còn có 12 đồng 97 sen một cái ghế ngồi thư giãn cái hiệu là Zero Gravity này cái hiệu này khá là tốt ha, bình thường là 220 đồng thì hôm nay chỉ còn có 87 đồng 77 sen. Một cái bộ nồi chảo 17 món của Carrot bình thường là 200 thì hôm nay chỉ có 69 đồng 98 sen tại Walmart nha. Một cái máy pha cà phê À, bình thường á, nó là 77 đồng thì hôm nay chỉ còn 34 đồng 95 sen tại Walmart à, 6 cái khăn tắm bình thường là 50 thì hôm nay chỉ có 21 đồng 91 sen tính ra một cái khăn chỉ có 3 đồng mấy thôi ha Và một cái cây mà để mình có thể à, một cái cây để lấy đi những cái lông thú cưng hoặc là những cái vải ở trên sofa hoặc là ở trên giường của Black and desk bình thường là 25 đồng thì hôm nay chỉ còn có 9 đồng 99 sen tại Walmart chai thuốc ho của children bình thường nó là 10 đồng thì hôm nay chỉ còn có 2 đồng 63 sen và một bộ quần áo gồm có một cái áo khoác và một cái áo thun của Spider-Man hay là thì bình thường á là 19 đồng thì hôm nay chỉ còn 7 đồng cho một bộ hai món này nha ở Target thì hôm nay mình thấy có một cái lò Cuisinart Air Fryer bình thường là 230 hôm nay ở Target sale xuống chỉ có 119 đồng so với Costco thì vẫn rẻ hơn hiện giờ Costco đang giảm giá 40 đồng cái lò nướng này nhưng mà vẫn còn là 149 đồng trong khi Target đang sale xuống chỉ có 119 đồng thôi ha và một cái lò nướng air fryer khác của Gumia 6 quart của Target bình thường là 70 thì Target đang sale xuống là 49 đồng một lần nữa nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích vui lòng đăng ký nhấn like bình luận và chia sẻ video nha hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau